bị trục trặc kỹ thuật quá. Xin lỗi. Bữa nay ngày 4 tháng 4 năm 2023. Xin lỗi, cái clip nãy quay nó bị hết pin. Cũng không hay nữa. Bây giờ mình làm lại từ đầu đi nha. Để lỡ rồi gắn cho nó xong quá rồi. Nửa chừng. Xin lỗi. Phải gặp lời từ đầu, phải nói chuyện lời từ đầu. Hôm nay coi như nãy giờ mình chưa nói gì hết, mới làm lại cái mới. Tại giờ phải bỏ điện thoại khác, điện thoại kia hư cái pin. Mình thấy cái điện thoại nãy giờ quay nè, livestream là cái này mà giờ nó hết pin. Cục pin này nó bị gì á, chạc nãy giờ biết bao lâu rồi, cũng không có vô nữa. Thiệt là cái này. Làm cục hứng. Chiến tranh là do tất cả những người tham sân si, trong đầu họ có những tư tưởng tranh đấu, thì từ đó khi họ làm lãnh đạo thì họ tranh đấu, họ muốn chiếm những cái gì không thuộc gì của họ. Họ đi lấy lãnh thổ, họ đi lấy quyền lợi cho cá nhân, cho những cái mà gọi là bất công. Thì bao nhiêu trăm năm nay, từ đệ nhất thế chiến, đệ nhị và đệ tam thế chiến, cả 5.000 năm của Trung Cộng ăn hiếp nước Việt Nam cũng là như vậy. Cái phe trục hôm nay đã đi vào đến cái thời gọi là cuối cùng. Phe trục sẽ bị thua bởi cái phe đồng minh, trục kia trội với đồng minh. Thì ông Trạng Trình ngày xưa cũng có nói chụp kia trò với đồng minh. Thì quý vị cứ ngẫm nghĩ mà xem những gì kiện nói có lâu nay nó đều trúng hết. Hôm nay thì kiện nói về đề tài chiến tranh nha quý vị, không có nói về chuyện khác. Là tự vì mình phải chuẩn bị. Bữa hôm cái clip 2013 thì kiện nói về này 14 mà. Kiện nói về đổi, hôm nay nói về chiến tranh. Chiến tranh nó có ba thứ. Hôm nay phe tà thần á, là mình biết rồi đó, còn Trung Cộng với Nga, Bắc Hàn, Iran là những nước độc tài, những nước ác. Cái ác sẽ từ từ sẽ bị cái thiện lấn qua, rồi từ đó trả lại cái trái đất này công bằng trở lại. Đó là ý bề trên muốn là như vậy. Nhưng song song nó còn một cái phe nữa mà quý vị không có để ý, đó là cái phe Hồi giáo á, cũng sẽ bị tiêu diệt cùng một lúc với kỳ này luôn. Thì để mà không có những cái cực đoan, những cái bất công á, những cái cực đoan, những cái gọi là phe đảng á, sẽ không còn nữa. Khi Phật Di Lặc ra đời thì sẽ không có còn Hồi giáo, cũng chẳng có còn cộng sản thế giới nào hết. Đó là ý của bề trên là muốn như vậy. Thì hôm nay mình thấy nè, nghe đó, nó đem vũ khí nguyên tử đi ra và bên Belarus rồi ha, nước đó đó. Rồi ở Biển Đông á, Bắc Hàn mấy ngày nó đói quá, nó cứ bắn quả tiễn với bom rồi lên hoài. B-52 cũng đang nằm bệnh. Trong năm nay sẽ có chuyện. Khi mà cái bộ tử của con nhân loại đói, khi kinh tế á, đã bị
đi vào ngõ cụt, thì chiến tranh sẽ đi song song xảy ra. Đệ nhất, đệ nhì và đệ tam thế chiến đều là giống như nhau hết. Tất cả đều là do đói mà ra nông nổi á. Đệ nhất thế chiến kéo dài từ năm 1914 đến năm 1918 giữa phe Hiệp ước và phe Liên minh. Ngày 28 tháng 7 năm 1914, 11 tháng tới năm 1918, 4 năm 3 tháng 2 tuần, các hiệp ước hòa bình được ký vào ngày 28 tháng 6 năm 1919. Lúc mà chiến tranh đệ nhất thế chiến đó là ở châu Âu, châu Phi, Trung Đông, quần đảo Thái Bình Dương, Trung Quốc, Ấn Độ Dương, phía Bắc và phía Nam Đại Tây Dương. Kết quả có thể biết, khối hiệp ước giành chiến thắng của Liên minh Trung Tâm ở mặt trận phía Đông bị vô hiệu hóa bởi thất bại một trận phía Tây và mặt trận Ý. Sự sụp đổ của tất cả các đế quốc lục địa ở châu Âu bao gồm Đức, Nga, Ottoman, Áo, Hungary, cách mạng Nga và nội chiến Nga, với sự sụp đổ của đế quốc Nga và sự hình thành của Liên bang Xô Viết, tình trạng bất ổn và các cuộc cách mạng diễn ra lan rộng khắp châu Âu và châu Á, thành lập Liên Hiệp Quốc, hình thành của các quốc gia mới ở châu Âu và Trung Đông, chuyển giao các cuộc thuộc địa và lãnh thổ của Đức, phân chia đế quốc Ottoman cũ là nước Syria và nước bị động đất đó, Áo Hungary, đế quốc Nga cho đến các quốc gia khác. Đó là những thế chiến cũng vì đói và kinh tế mà ra nông nổi. Đi tóm tắt ngắn gọn lại, tổng cộng đệ nhất thế chiến chết 42 triệu người, 43 triệu người, 42, 9, 28, tức là coi như 43 đi. Nó nổi dưới này để là 68, tất cả là hết luôn á, là 68 triệu người, 176.000. Đó là đệ nhất thế chiến, khủng khiếp không, 6 mấy triệu người. Chiến tranh đệ nhất thế chiến được gọi là đại chiến thế giới lần thứ nhất, đệ nhất thế chiến hay thế chiến thứ nhất là một cuộc chiến tranh thế giới bắt nguồn từ châu Âu từ ngày 28 tháng 7 năm 1914. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, cuộc chiến tranh này là một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới. Đây là cuộc chiến tranh có chiến trường chính bao trùm khắp châu Âu và ảnh hưởng ra toàn thế giới, lôi kéo tất cả cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ vào cuộc chiến với số lượng người chết trên 19 triệu người, đồng thời có sức tàn phá ảnh hưởng về vật chất lẫn tinh thần nhân loại rất sâu sắc bao lâu dài. Với các cuộc chiến tranh trước đó, người châu Âu phải chiến đấu cả trên chiến trường lẫn hậu phương, phụ nữ phải làm việc thay nam, đồng thời sự phát triển của công nghệ cũng ảnh hưởng đến
ảnh hưởng đến tính chất chiến tranh, có thể thấy sự hiệu quả của trong chiến tranh kể từ cuộc đại chiến gần liền với cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất. Trong thời gian đầu của nó, đây là cuộc chiến giữa phe chủ yếu Anh, Pháp, Nga, Hoa Kỳ, Brazil, Liên minh trung tâm của chủ yếu Đức, Hungary, Bulgaria, Ottoman. Cuộc chiến bắt đầu với sự giám sát của Thái tử Áo, Hungary, được coi là ngòi nổ của cuộc chiến tranh, dẫn đến việc Áo, Hungary tiên chiến với Syria, Serbia. Sự kiện này được nối tiếp bởi việc Hoàng đế Đức truyền lệnh cho các tướng lĩnh đưa quân tấn công Bỉ, Luxembourg và Pháp theo kế hoạch của Jeffin. Hơn 70 triệu quân được huy động ra trận chiến, trong số đó có 60 triệu người Âu Châu, là một trong những cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử. Trong cuộc chiến tranh kinh hoàng này, Pháp và là nước chịu tổn thất nặng nề hơn cả, hoàn toàn bị kiệt quệ, dẫn đến sự đại bại của họ trong các cuộc chiến tranh về sau. Những trận đánh khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất cũng diễn ra trên đất Pháp. Một trận đánh đáng nhớ của cuộc đại chiến là Verdun, thành cổ Verdun của Pháp, nhưng không thành công. Tuy nhiên, trận đánh đẫm máu nhất là tại sông Somme 1916, khi Liên minh Anh Pháp đánh bất phân thắng bại với quân Đức, trong khi chiến dịch quân sự lớn nhất là cuộc tổng tấn công của Bourzulo, khi quân Nga đánh bại liên quân Áo, Hungary và Đức. Tất cả những đế quốc quân chủ từ đế quốc Anh đều sụp đổ trong cuộc chiến tranh này. Đàn Bolshevik lên nắm quyền tại nước Nga sau cuộc cách mạng tháng 10, lật đổ Nga hoàng, trong khi việc Đức bại trận lại tạo điều kiện cho Đức Quốc xã lên nắm quyền nhờ biết khai thác tâm lý bất mãn của người dân. Tuy nước Đức thua trận nhưng về thương mại và công nghiệp họ không bị tổn hại gì hết. Vì thế những mặt này họ đã chiến thắng cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Không một nước châu Âu nào thật sự chiến thắng trong cuộc chiến này. Tất cả đều chịu tổn thất nặng nề về người và của. Sau chiến tranh, châu Âu lâm vào trạng thái khủng hoảng và những cao trào chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy ở các nước. Bài trận điển hình là tại Thổ Nhĩ Kỳ, bão táp phong trào cách mạng giải phóng dân tộc rầm rộ đưa dân tộc này dần dần hồi phục và buộc phe hiệp ước phải xóa bỏ những kiện đọc bằng cái điện thoại này, bà con cứ gọi vô hoài á, cái nó bị mất hoài á, cũng có cái số này đang đọc, có người gọi vô là bị mất mà nãy giờ tao gọi liên tục hoài. Cái đọc xong đi quý vị gọi nhé, quý vị gọi là bị đứt khoảng, nó bị đang đọc ấy, tự nhiên giờ phải dò lại. Đây, hết điện thoại rồi.
chung là đệ nhất thứ 9 cũng vì đói và tranh giành kinh tế thì có mấy chục triệu người chết. Tới đệ nhị thứ 9, đệ nhị thứ 9 thì bắt đầu từ năm 1939 đến năm 1945. Chiến tranh thế giới thứ 2, quân đội Trung Quốc trong trận Thường Đức, quân đội USA chuẩn bị khai hỏa pháo dã chiến trong trận Alexander. Mình đọc chiến tranh thứ 2 nha quý vị. Bắt đầu mình qua tới sắp sửa chiến tranh thứ 3. Chiến tranh thứ 2 còn được nhắc đến với tên gọi là đệ nhị thế chiến. Đại chiến thứ hai là một cuộc chiến tranh bắt đầu từ khoảng năm 1939 và chấm dứt vào năm 1945. Cuộc chiến có sự tham gia của đại đa số các quốc gia trên thế giới, bao gồm tất cả các cường quốc, tạo thành hai phe liên minh quân sự đối lập, đồng minh và phe trục. Trong diện mạo một cuộc chiến tranh toàn diện, Thế chiến thứ hai có sự tham gia trực tiếp của hơn 100 triệu nhân sự từ hơn 30 quốc gia. Các bên tham chiến đã dồn toàn bộ nguồn lực kinh tế, công nghiệp, khoa học cho nỗ lực tham chiến, làm mờ đi ranh giới giữa nguồn lực dân sự và quân sự. Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, gây nên cái chết khoảng 70 đến 85 triệu người. Khủng khiếp hơn mà cũng đâu bằng sắp sửa chiến tranh thứ ba. Nổ một cái thôi là có tỷ người luôn á. Xưa bắn bằng súng không à, một viên đạn chết hàng là dữ rồi. Với số lượng quân thường tử vong nhiều hơn quân nhân, hàng chục triệu người đã phải bỏ mạng trong các vụ thảm sát diệt chủng, trong đó có Holocaust, chết vì thiếu lương thực hay vì bệnh tật. Máy bay đóng vai trò quan trọng với tiến trình cuộc chiến, bao gồm ném bom chiến lược vào các trung tâm dân cư và đối với sự phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như hai lần duy nhất sử dụng loại vũ khí này trong chiến tranh. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng chiến tranh thế giới thứ hai thường được coi là bắt đầu khi Đức phát động cuộc xâm lược Ba Lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Tiếp nối với sự cả Vương quốc Anh lẫn Pháp tuyên chiến với Đức ngày 2 tháng ngày 2 sau đó. Đức hai ngày sau đó, kể từ cuối năm 1939 cho tới đầu năm 1941, thông qua một loạt chiến dịch quân sự và hiệp ước, Đức đã chinh phục và kiểm soát phần lớn lục địa châu Âu, đồng thời thành lập liên minh phe trục với Ý và Nhật. Bữa nay trục đổi lại ha, hồi xưa là Ý, Nhật với Đức, bữa nay trục là Nghe, Tàu với Nguyễn. Ba người đổi lại, cũng như một số nước khác sau đó, theo liên hiệp ước Molotov-Ribbentrop được ký vào tháng 8 năm 1939, Đức Liên Xô phân chia sáp nhập lãnh thổ các nước láng giềng châu Âu, bao gồm Ba Lan, Phần Lan, Romania và các nước trục châu Âu. Đế quốc Anh có chiến sự tại Ban Canh, trận không chiến nước Anh, trận chiến Đại Tây Dương vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức dẫn đầu và các phe trục châu Âu tiến hành xâm lược Liên Xô, mở ra mặt trận phía đông. Nên mình nói tóm tắt cái này thôi anh em. Tấn công Hoa Kỳ, Anh tại Đông Nam Á và châu Âu Thái Bình Dương, bao gồm
tấn công vào hạm đội Mỹ đóng tại Trân Châu Cảng. Sau khi Hoa Kỳ lẫn Anh tiên chiến Nhật Bản với các phe trục cho tiên chiến với Hoa Kỳ theo cam kết trong hiệp ước liên minh, Nhật Bản nhanh chóng làm chủ phần lớn Tây Thái Bình Dương, nhưng bước tiến của họ đã bị chặn đường sau khi bị thua trận Midway quan trọng vào năm 1942. Không bao lâu sau đó, Đức Dĩ bị đánh bại, bật khỏi Bắc Phi và hứng chịu thất bại quyết định Stalingrad trước Liên Xô, và những thất bại then chốt trong năm 1943 bao gồm một loạt thất bại của Đức trên mặt trận phía đông, cuộc xâm lược đảo Sulisia thuộc địa của Ý của đồng minh, cũng như cuộc tấn công của đồng minh ở Thái Bình Dương đã khiến phe trục mất thế chủ động và buộc phải rút lui. Chiến sự nên mọi mặt trận năm 1944 đồng minh phương Tây xâm lược. Đang trên đường tiến vào lãnh thổ Đức, các quốc gia phe trục khác trong suốt 2 năm 1944 và 1945 chiến sự dần đảo chiều trên lục địa châu Á, trong khi quân đồng minh làm tê liệt lực lượng hải quân Nhật và chiếm đóng đảo quan trọng của phía Tây Thái Bình Dương. Sau khi giải phóng các vùng lãnh thổ do Đức chiếm đóng, đồng minh Tây Phương và Liên Xô tiến hành cuộc xâm lược nước Đức. Chiến tranh tại châu kết thúc sau cái chết của Adolf Hitler, chỉ ít lâu trước khi Berlin thất thủ vào tay quân đội Liên Xô và Đức đầu hàng vô điều kiện vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, khi tuyên bố Potsdam đồng minh vào ngày 26 tháng 7 năm 1945, bị phía Nhật Bản khước từ Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima và 6 ngày vào đảo Nagasaki. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, đối mặt trước một cuộc xâm lược sắp xảy ra vào quần đảo Nhật Bản, việc Liên Xô tham chiến tiến hành xâm lược Mãn Châu vào ngày 9 tháng 8, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, ấn định chiến thắng toàn diện trên chiến trường. Châu Á do phe đồng minh sau chiến tranh cả Đức lẫn Nhật Bản bị chiếm đóng, các tòa án chiến tranh được mở nhằm xét xử các nhà lãnh đạo Đức và Nhật. Bất chấp tội ác chiến tranh được ghi nhận đầy đủ chủ yếu gây ra, phần lớn các nhà lãnh đạo là tướng lĩnh Ý vẫn được ân xá nhờ vào các hoạt động ngoại giao. Chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi cục diện chính trị lẫn cấu trúc xã hội toàn cầu. Tổ chức Liên Hợp Quốc đó là chiến tranh đệ nhất và đệ nhị. Hôm nay mình đang ở ngưỡng cửa chiến tranh thứ ba, trong đó có Trung Quốc, Iran. Khó trục quá nghe. Ngài chặn trình ông nói là trục kia trội với đồng minh. Thì có cái quan trọng bây giờ á, hồi xưa chiến tranh thứ đệ nhị á cũng ảnh hưởng Việt Nam mình, nhưng mà bây giờ chiến tranh thứ ba lại càng ảnh hưởng lớn hơn nữa, là vì Biển Đông là trận quyết liệt giữa phe đồng minh và phe trục ở Biển Đông ngay trong thời điểm này. Nãy đây mình đọc lịch sử Trung Quốc. Đây là mấy đứa nhỏ nó hiểu không? Lịch sử chiến tranh Việt Nam Trung Quốc là một cuộc xung đột chiến tranh từ thời cổ đại đến thời hiện đại giữa Việt Nam và Trung Quốc trên 5-6.000 năm. Những xung đột đó biết đến từ những truyền thuyết truyền miệng thời xa xưa, nhưng truyền thuyết thời Hồng Bàng Quốc Văn Lang Hùng Vương để phòng vệ trước sự xâm lược của nhà Ân nhà Tần, sau khi thông tin gốc cái gia Trung Nguyên đã tiếp tục tràn xuống phía Nam. Mình nói tóm tắt rồi.
Trận Bạch Đằng năm 1938 là một trận đánh giữa quân nhân Việt Nam thời đó gọi là tỉnh Hải quân và có quốc hiệu chính thức là Ngô Quyền đã lãnh đạo quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả quân Việt Nam giành thắng lợi. Đây là một cuộc trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho cuộc chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc nước Việt tiến vào thời kỳ xây dựng nhà nước phong kiến độc lập lâu dài. Chiến tranh Cống Đại Cồ Việt năm 1981, chiến tranh Mông Nguyên Đại Việt năm 1258 đến năm 1288, chiến tranh nhà Minh Đại Ngô 1406 đến 1407, Bắc thuộc lần thứ tư 1407-1427, giành độc lập lại trận Đống Đa với chiến thắng Kỷ Dậu. Chiến tranh nhà Thanh năm 1428 đến 1858 là nhà Thanh Pháp thuộc nửa phong kiến, và trận chiến Hoàng Sa năm 1974, trận chiến Hoàng Sa hải chiến quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1979 trên quần đảo Hoàng Sa. Hai phía đều tuyên bố chủ quyền. Mặc dù nó xâm lược thì có. Đó thì quý vị coi là Hoàng Sa. Xung đột biên giới Việt Trung năm 1979-1990 sau khi quân Trung Quốc rút khỏi Việt Nam tháng 3 năm 1979 sau cuộc chiến biên giới, Trung Quốc tuyên bố họ không tham vọng đủ chỉ một tấc đất lãnh thổ Việt Nam. Tuyên bố không tham một tấc đất lãnh thổ của Việt Nam. Trên thực tế quân Trung Quốc chiếm đóng khoảng 60 cây số lãnh thổ có tranh chấp mà Việt Nam kiểm soát trước khi chiến sự nổ ra tại một số như khu vực Hữu Nghị Quan thuộc Lạng Sơn. Quân Trung Quốc chiếm đóng các lãnh thổ không có giá trị quân sự nhưng có giá trị biểu tượng quan trọng. Tại các nơi khác, quân Trung Quốc chiếm giữ các vị trí chiến lược quân sự làm bàn đạp để từ đó có thể tiến đánh Việt Nam. Việt Trung chiếm đóng lãnh thổ biên giới làm cho Việt Nam căm giận, về giữa hai phía nổ ra một loạt trận giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực đó. Xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp diễn cho đến năm 1988, cao điểm là các năm 1984 và 1985. Tới đầu những năm 1990 cùng Việt Nam rút khỏi Campuchia và Liên Xô sụp đổ. Hải chiến Trường Sa năm 1988, xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo Trường Sa năm 1988 được gọi là Hải chiến Trường Sa, hoặc xung đột giữa Trường Sa là sự kiện xung đột tại khu vực quần đảo Trường Sa năm 1988. Hải quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tấn công vũ trang phòng tuyến đóng bãi đá Cô Linh và bãi đá Lan Đao và bãi đá Gạt Ma, bây giờ đang được Hải quân Nhân dân Việt Nam cho người bảo vệ đang xây dựng công trình trên các đảo này. Sự kiện xảy ra khi mà dư luận thế giới tập trung vào tình hình Campuchia. Cái là nó thừa đục thả câu. Anyway thì đó, tóm tắt lại một chút xíu về những cái lịch sử chiến tranh để cho những thế hệ nhỏ bây giờ nghe cái clip này cũng có một chút khái niệm.
Nên nhớ mãi mãi không phải là tập chứng bệnh mà cháu cố cháu chắc cháu không có nội đề tập chứng bệnh cũng vẫn muốn thôn tính nước Việt nha quý vị. Nước Việt đã bị thôn tính lâu rồi nhưng mà nhờ ngày nào thì cũng kháng, cho nên cái gì dân đồn phú quốc gì đó hôm nay mình còn giữ được, chứ thật sự là nước Việt bây giờ không có tự chủ quyền được, không có tự đứng lên được, mà là gì Trung Cộng nó sẽ chia năm sẽ bảy, thế lực của nó bây giờ càng ngày càng yếu. Mấy vị nói là những cái thế hệ nhỏ trong những lúc này nè phải hiểu để mà lấy lợi Hoàng Sa Trường Sa, thì chỉ là người truyền tin, là người nhắc nhở. Ngoài cái thế giới hữu hình của mình cũng còn các chư vị hồn thiên sông núi lúc nào cũng bao bọc che chở cho mình. Cho nên kêu Kiệt lên đây nhắc nhở quý vị thôi, chứ Kiệt cũng là người ở cõi trời, Kiệt xuống đây để mà phụ giúp một tay, Kiệt cũng không có làm gì lớn lao lắm. Chỉ mỗi một cái mình cũng phải tự lực, tự phát huy cái tinh thần của mình, tinh thần dân tộc của mình. Chứ không phải như bây giờ, tuổi nhỏ bây giờ nó không biết gì hết rồi cứ lo vui đùa chơi rồi đá banh rồi showbiz đồ này nọ không à. Nó là một ngày nào đó nước Việt cũng sẽ như thời xưa trở lại, sẽ bị thôn tính bởi Trung Quốc vì họ rất là mưu mô xảo quyệt á. Tất cả mọi cái chiến tranh xảy ra trên cái đất này đều là do bởi con người tham lam và không có hiểu luật nhân quả thì nó mới có cái những cái chuyện mà rất là đáng tiếc, đau buồn. Rồi đây tất cả quý vị sẽ thấy những gì Kiệt nói là thiệt. Cái ác sẽ không còn tồn tại trên cái quả địa cầu này sau khi đệ tam thế chiến xảy ra. Mà đệ tam thế chiến là chừng nào ai cũng hỏi câu đó, nó sẽ xảy ra rất là ngắn. Hôm nay mình cũng nhìn thấy cơ bản, thì Kiệt là người ở trên, Kiệt hiểu được nhiều chuyện. Quý vị thấy bữa nay là ông Trump đang ở ngoài tòa đó, hiện giờ luôn á, thì chỉ có không phải là ở Mỹ là không có tà đâu nghe, các phe dân chủ nó cũng là tà, gọi là thổ tà đó. Thì trong cái thế giới vô hình á, giữa chánh và tà đang đấu với nhau, thiện thần và ác thần. Thiện thần á, thì đang bị ông tòa xử về mấy cái vụ đã xử xong rồi, nó không còn kiếm gì để mà nó kiếm chuyện ổng nữa. Nhưng khi mà thiện thần đúng ngày đúng giờ là thiên thời địa lợi nhân hòa đó, chỉ có đảng Cộng Hòa là mới đưa Trung Cộng đi vào lịch sử, vào quá khứ luôn, tiêu luôn á, ý là nói là tiêu luôn á, là chỉ có đảng Cộng Hòa, cả Nga và cả cái khối khối Hồi giáo và cả cái khối cực đoan độc tài khối ác. Riêng Việt Nam mình ở trên nó trả lại gì hết, chỉ là đi theo người ta thôi. Hễ mà thầy chạy thầy trò cũng chạy à, cũng dông à. Thì Việt Nam được ở trên á đã phong ấn lâu rồi. Phong ấn có nghĩa là biết là không có đúng, nhưng mà cũng không có cho thê thảm như kiểu Bắc Hàn bây giờ đang chết đói thê thảm, cái gì biết không, cũng phong ấn lại, cũng không có cho bị thảm kịch lớn như kiểu là Ukraine, và cũng không có để cho chết Covid hàng triệu triệu người. Có nghĩa là nước Việt Nam có Phật Thánh Tiên hạ phàm để cứu độ nước Việt, thì nước Việt sẽ tránh được rất là nhiều nạn tai. Nhưng mà song song theo đó đó cũng không có hẳn là giữ được chế độ là gọi là phê trục đó, cũng phải thay đổi thôi. Nhưng mà quý vị ở trên nó đang thay đổi theo kiểu nào, hay đang thay đổi theo cái kiểu mà
Xin lỗi quý vị, tại mấy cái điện tử điện thoại rồi nó còn đang lộn xộn quá. Thì bây giờ Kiệt làm cái clip ở nhà, thế nào rảnh thì lên đây Kiệt ngồi nói chuyện chơi ra cái clip ngắn hay dài tùy theo bữa nào có chuyện nhiều chuyện ít phải đi. Thì mỗi một lần mình nói chuyện chỉ vô một cái đề tài thôi, tập trung. Rồi ở ngoài kia thì mình cũng không có giờ nữa, ví dụ như buổi chiều hay là buổi sáng như giờ. Thì theo ngày bữa nào Kiệt đi họp thì Kiệt không có nói chuyện buổi sáng. Rảnh thì nhà Kiệt nói một chút, rồi đi làm buổi trưa. Chiến tranh chúng ta đang ở sắp sửa có chiến tranh, sắp sửa có nạn đói, kinh tế thì mình đang thấy rồi đó. Kinh tế đói thường đi đôi với chiến tranh. Đó là đệ nhất, đệ nhị và đệ tam, thế chiến đều là xảy ra như vậy. Chỉ có một cái là chúng ta chúng sanh đây mấy tỷ người cả nước Việt đa số là năm loại mà Kiệt nói là khó mà độ đó, thì họ không có biết chuyện gì ngày mai sẽ xảy ra khi mà chiến tranh sẽ đến. Họ chỉ biết ngày mai là tính chuyện ngày mai, chứ họ không bao giờ có một cái sự phòng bị trước hay là thay đổi cách sống hay là ăn hiền ở lành. Họ không có tính được gì, họ không có chịu hiểu thêm, họ không có chịu nghe Kiệt nói rất là lì lợm. Và trên rất là buồn cái chuyện này, cho nên vài tuần nữa thì Kiệt sẽ lập một cái đàn tràng khoảng để mà khấn xin cha xin chư Phật giảm bớt cái sự tổn thất, bớt sự chết chóc. Cái gì ngoài kia đó mới muốn gọi vô thì giờ cứ gọi 408-833-5399.
Hello. 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 Yeah. Dạ, em chào anh chị. Chào. Dạ, em còn chưa xong chương trình. Dạ, dạ cái gì cứ nói nha em. Dạ. Dạ, em có dịp gặp anh một lần là ở phở thôi không cần nhắc chuyện cũ thôi anh có gì anh hỏi đi tại trên mạng mà mình đâu có nhiều thời giờ đâu vậy em thì em chỉ sao sao hello 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 nhiều người gọi nó còn chưa nói chuyện ta hello hello là chào anh Kiệt à, hôm nay anh Kiệt có làm dấu thiên tâm cho mọi người không vậy thì quay về hướng đông bắc là tự động là mấy vị trên gia giác mình á là đã chứng nhận rồi thì muốn làm dấu thêm để cho mấy con ma nó sợ thì cũng được. Em thì có quay về hướng đông bắc từ lúc gặp anh Kiệt lần đó tới giờ. À thì ok giờ muốn thì cứ vậy là đủ rồi. Giữ giới 12 của thiên tâm thì cứ gắng tu tập. Dễ giờ đưa chán vô, đưa chán vô. Đưa chán vô điện thoại là không. Cái điện thoại này. Tại vì sao con điện thoại giỡn không ơi quý vị. Thấy không, iPhone này là iPhone iPhone cùi bắp ha, mà cùi bắp. Thêm thằng cùi bắp nữa là nó lùm xùm tùm lum. Hai thằng cùi bắp. Thêm thằng này á, nó hiện đại nhưng mà mua cũng 3-4 năm. Thằng mà flip rồi nè. Bữa nay giống như cái cục pin nó bị hư á. Thường livestream là bằng cái Samsung này. Bữa nay nó bị trở chứng thì sao á. Bây giờ phải đem ra tiệm sửa nó nữa. Bởi vì bị khán giả trên mạng comment anh làm YouTube 4 năm từ lúc nói chuyện bập bẹ. Bây giờ cũng rành rành, bị chửi nhiều cũng rành rành mà vẫn chưa có rành mấy cái này. Thật sự cái này nó là một cái nghề của nhiều người đó quý vị, nó không phải là đơn giản đâu nghe. Giống như việc quen với mấy thằng bạn Trần Nhật Huy với Chu Quốc Huy với Trần Nhật Phong nữa, chỗ cái ban bệ nó ghê gớm lắm á, đâu phải mình như Kiệt lên chỉnh sửa rồi bấm điện thoại là xong. Nó không phải như vậy, nó có cái dàn máy của nó rồi nó qua computer, rồi qua một cái software, rồi phải có 3-4 người ngồi trong lúc mà nó nói chuyện, rồi có người soạn bài nữa chứ. Trời ơi, còn này mình vừa bấm vừa làm tùm lum á, mà cái bài thì nằm trong này nè, nói và làm họ cái nó xúc mồ hôi cái hết ý luôn rồi. Nên quý vị thông cảm giùm cho mình nhé. Mình nhờ vậy là tiết kiệm được tiền của cha mẹ để mà mình trồng bông với đổ xi măng. Chứ mình có cái bàn đó mình tốn tiền dữ lắm. Hello chị. Thấy không? Chị có gì? Khỏe không? Dạ con chào, con chào chú kìa. À khỏe. À, có gì cứ nói. Mừng lời gọi được chú. Dạ dạ. Cứ nói chuyện đi. Con gặp chú rồi, chú xuống Canada đó chú. Gặp ở đâu? Ok rồi, cứ nói chuyện. Dạ, dạ con xin chú ghi trên chat có được không chú? Rồi ghi nè, ghi. Ok, rồi ghi. Trời ơi, tin gì đâu, khủng khiếp. Rồi, ghi rồi. Ghi rồi đó, ghi kế bên cái nút ruồi vậy đó. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Con rồi. Chú có nhiều sức khỏe. Thế lấy cuốn kinh với ngồi thiền đọc để chờ chờ gặp đức thầy nha. Đúng rồi, tốt á, chờ Đức Thầy xuất hiện.
Chị cũng đang ngồi đây chờ sư phụ xuất hiện này, nó sư phụ xuất hiện á mình cũng mệt lắm quý vị. Hello. Dạ xin chào. Khỏe ha, giờ mình sức khỏe. Thì cứ gọi đi. Bây giờ là gặp được là cứ 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 nói. Con thì từ đầu năm 2017 là con được xem của clip các clip của chính phủ thì con mừng quá, thì con gia đình nhà con để con tự đi với gia đình nhà con và với về bên phía đông bắc thì con tự quy y rồi chứ bộ thì con ôi con may mắn quá hôm nay con địa được chính phủ thì đâu có gì đâu, thì có chút điểm qua điện thoại là được rồi. Thì mình ở gán mọi người trong lúc này giống như cái clip này dù nói là vài tuần nữa sẽ có lập một cái đèn khánh cho nước Việt khi chiến tranh bớt có thê thảm, thì mong mọi người mọi đệ tử con họ Thiên ngoài kia cũng phải vậy từ nay cho tới những ngày tháng kế tiếp, ngày nào cũng vậy, phải thắng cho nước Việt, thắng cho thế giới, sớm qua chiến tranh hết nạn tai, để mình trở lại đời sống bình thường. Mọi đứa con của ông trời đều có bổn phận phải sinh giùm cho những đứa con của ma quỷ, tụi nó không có biết khấm. Mà ở trên nói là cái trái đất này là cái nghiệp chung, khi chúng ta ở chung với nhau quả địa cầu 8 tỷ người thì mình biết mình phải khấn nhiều hơn bù lại cho những người đó. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, đó là những đứa con họ Thiên là phải như vậy. Từ đây cho tới lúc xảy ra chiến tranh, chết đời xảy ra rồi còn khấn gì nữa, khấn. Đúng không? Vài tuần nữa, Kiệt với những người, những mấy đệ tử ở lân cận sẽ làm một cái đàn tràng rất là lớn để mà xin hội đồng chư Phật, xin cha xin mẹ cho nước Việt giảm sự chết đói, giảm sự tan tóc. Tại vì cái câu sấm mà quý vị đã cho là khi mà Trung Cộng nó thua biển đảo Hoàng Sa đó, nó giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh đó. Mình không có muốn Bắc Hà Đế Kinh mình bị đập sập thì mình thắng, thì Kiệt thắng thì chắc sẽ được. Tại vì Kiệt đã từng thắng cho cái đập Tam Hiệp của Trung Cộng đừng có bị bể. Thì trên cũng đã cho nó không có bể tới ngày hôm nay, chứ không phải lúc đó nó bể rồi. Hồi lúc mà lũ lụt nước Tàu ở bên Tàu. Cho nên ba cái nhang của Kiệt đó, nó rất là quan trọng. Nhưng mà song song với mọi người cũng cùng một chí hướng. Tức là mỗi chúng ta đều có cái công đức, có cái nghiệp lành. Càng đông người thắp nhang chừng nào mình cứ như mỗi người mỗi cây nhang là như cây đuốc vậy đó, mình đốt cái màn vô minh của cái trường của trái đất này. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên quả địa cầu này từ chiến tranh nạn đói trên tới đều là do con người vô minh gây gây ra, và cái ý tưởng của con người bây giờ nó rất là hung ác và hung dữ, nó không có thuần, không có thiện giống như thời xa xưa nữa. Thầy thì cũng thầy giả làm cho Phật tử tu gà gù gà gật, bao nhiêu chuyện rất là không có nên làm mà họ cũng làm, gian dối lẫn nhau, lường gạt cướp bóc, ăn chơi sa đọa. Những trẻ em ở Việt Nam bây giờ họ rất là không có hiểu ngày mai mình sẽ ra sao, họ chỉ biết bữa nay vui được là bữa nay vui thôi, thiệt là buồn. Thì hôm nay được đọc một chút xíu lịch sử để cho họ biết là Trung Cộng đã có trận chiến với mình năm 1979, rồi năm 1988 cũng có trận chiến Gạc Ma, 74 họ cũng lấy Hoàng Sa. Rồi 88 họ lấy Trường Sa. Đại khái thì hôm nay họ cũng sẽ vậy. Và tự vì họ không phải là đánh Đài Loan không đâu, họ đánh luôn mình luôn á.
chớ nói mà. Nhưng mà có một cái bây giờ là Kỳ Khánh làm cho anh Tập cũng hơi rung. Ở trên nói nó tính đánh Việt Nam nhưng mà nó đang suy nghĩ, nó không biết có nên hay không. Đó là trên mới giờ cho biết là vậy thì cũng vui. Tại đó ngày cứ lo Khánh, Khánh ghét cho làm cho nó khủng hoảng tinh thần. Hello bạn. Dạ con chào sư phụ à. Ồ, chào, con khỏe không? Hên xui rồi, tại nhiều người gọi quá. Con ở đâu vậy? Con ở đâu? Dạ. Con ở thành phố nào? Dạ con ở Thị Điển. Thị Điển? Ở bên Long Châu hả? À? Sao đi ngủ? Bệnh mấy giờ? Dạ con mới đi làm về, dạ 9 giờ tối vậy sư phụ ạ. Ồ, Thị Điển 9 giờ tối, bữa nay mình biết nha. Còn ở Mỹ 12 giờ trưa. Dạ con 9 giờ tối con mới đi làm về, vừa tới nhà đó. Tại livestream á bây giờ cho hộ rảnh lúc nào lên lúc đó chứ không có tính theo giờ nữa. Thì trên thế giới ai cũng là con của ông trời hết, ai cũng họ Thiên, nước Việt cũng vậy. Thì mỗi một lần lên nói chuyện là mỗi một đề tài bữa nay là chiến tranh đó. Rồi đề tài kỳ sau làm những đề tài khác. Rồi con giữ gìn sức khỏe nha, con có gì muốn nói không? Hello. Đường dây xa xôi cắt đứt. Mình nhìn thấy cái lịch sử gần 5-7 nghìn năm, Trung Quốc á, đánh dài xuống, đánh cho tới 100 bộ lạc người Việt Nam. Chạy có cờ, chạy từ sông Dương Tử chạy xuống. Rồi họ đã đồng hóa được một nhóm mà bộ lạc của người Việt. Đó là người Tiều Châu với người Hè, với người Quảng Đông là người Việt của mình nha quý vị. Họ không phải người Tàu, tại họ chưa biết. Sau này khi họ biết họ là cùng chung với mình, thì lúc đó đó là mình thêm sức mạnh nữa. Người Hồng Kông cũng là người Việt, người Tiều Châu cũng là người Việt, cùng một nguồn gốc, khác hơn cái người Hoa Hạ mà Bắc Kinh bây giờ. Dạ, khỏe không? Dạ, ở đâu vậy? Dạ, con ở Đồng Tháp. À, con tên Thiên Thị Bích Thuận, hôm bữa sư phụ giảng cho con rồi. Thiên Thị Bích Thuận ở Đồng Tháp, giờ nãy bệnh mấy giờ không lo ngủ mà lo lên đây con. Con vừa chuẩn bị ngủ, con thấy sư phụ ra chim xong mà con đợi, con nhờ sư phụ vẽ lên gán hai đứa con của con. Rồi, rồi, vô vẽ đây, rồi đi ngủ nha, 2 giờ khuya rồi gán đi ngủ đi. Bé trai tên Thiên Võ Thượng Thoát sư phụ. Rồi, ok, Võ Thượng Thoát. Rồi, vô vẽ rồi đó. Dạ, nếu mà dễ dễ phải đọc kinh phải ngồi thiền nha, chứ không phải dễ không mà cứ được về trời đâu. Dễ để mà khi có chiến tranh á mình sống còn, đói rách á mình không có chết đói, giống như năm 1945 rồi chờ Đức Quỳnh Phú Sổ xuất hiện cứu chúng ta. Chứ phụ cũng phải ngồi đây chờ Đức Quỳnh Phú Sổ mà hồ đâu có tài ba gì đâu, một người đâu có làm nên chuyện. Hello con. Ơi đồ nhẹ nè. Trời. Dạ, dạ sư phụ dễ cho con, dễ cho hai đứa con của con sư phụ ạ. Chán con dồ quá gì con. Dạ chán con. Ô chán con bự quá. Rồi ơi, dễ luôn rồi. Rồi dễ luôn hai nhóc luôn. Dạ. Sư phụ dễ con xong rồi tới con của con. Rồi đưa nó mặt nó vô. Dạ. Có thằng này sao nó ăn cái gì mà mặt dính vậy ta? Ăn chocolate nhiều quá hả con? Nước đen dễ chán. Rồi dễ rồi. Cái con gái của con. Cậu nhỏ này đúng là cô tiên xuống trần để mà cứu chúng sanh này. Nhỏ này tiếng này con phải đối xử nó tốt quá nghe. Dạ, con hơi không có nghe lời con nhiều đâu.
Đúng, hai đứa nó thông minh, nó trên trời nó xuống ha. Cái trí tuệ của nó khác hơn người thế gian, thì nó hơi cứng đầu vậy đó, nhưng mà sau này nó giúp được nước Việt á. Dạ, ôi chị chỗ theo lại Phật ngày nào đi ngủ á, lại cha lại mẹ nó sẽ phụ hoàng hai đứa con của con luôn á. Ờ, con nè, mặt nó này nè, quý vị thấy thấy con của Ngọc Bích xuống để mà tiếp tục truyền thừa họ Thiên, để mà là dạ, thống nhất cái đạo Thiên toàn thế giới. Và mấy đứa này á, thi du án đà trời cười muốn chưng nữa, dễ chưng quá. Cảm ơn sư phụ đi con, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Dạ, cảm ơn sư phụ con. Cảm ơn sư phụ. Rồi. Rồi, rồi, ok rồi, con đi ngủ giữ gìn sức khỏe nha. Ok, rồi. Hello. Đâu vậy? Thêm Florida rồi. Đang lái xe cẩn thận, nhìn đường lộ, đừng nhìn cái điện thoại nha con. Con lủi là mệt lắm. Dạ. Ừ, rồi dễ rồi. Đang đi lo lái xe đi. Ok rồi, tạm biệt nha. Rồi dễ rồi đó. Rồi ok. Đội lái xe mà. Hello. Alo, dạ, xin chào sư phụ. Rồi sao? Bắt máy cũng mừng. Sư phụ ra dễ chán cho con. Ok rồi, dễ rồi, cậu là dễ chán không à? Không có ai hỏi về chiến tranh hết trơn người ta. Rồi, dễ xong rồi. Bây con bé con đang ngủ thì sư phụ dễ đi. Rồi, dễ luôn, rồi, xong. Nên nhớ quý vị, nên nhớ nghe kịp với đại diện cho cha mẹ thôi nha. Ở trên trời là chúng ta là bạn với nhau. Chỉ trên trời tuổi gì còn nhỏ lắm, thì chị chỉ chân tuân lệnh của cha mẹ xuống đây thời mạt pháp, tái sanh mang xác phàm để mà làm những chuyện cho bề trên. Về trời là chúng ta chơi với nhau, bắn đạn cô ly với nhảy cò cò với nhau trên trời á nha. Còn dưới thế gian là quý vị nên tu rồi mới về trời gặp được kỳ, còn nếu không khó gặp đó, chứ không phải dễ là được về trời đâu. Phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày và không có được nôn nóng khi mà kinh tế đang khủng hoảng thế giới, là thấy không? Thì chuyện nói trúng, tiền thành tiền giấy, quý vị nhìn thấy là những gì Kiệt nói trong mấy tháng trước hôm nay nó hiện rõ lên hết. Quý vị coi lại những cái clip cách đây chừng 5-6 tháng đi, thì nói tiền thành tiền giấy, thì hôm nay tất cả những nhà cửa kinh tế và trong những nhà băng của Việt Nam đó, quý vị thấy có quá rẻ không? Do thiền tâm này điện thái bằng thiên tiền thành tiền giấy, bây giờ thành tiền giấy thiệt rồi. Cái nhà quý vị có thể bán 10 tỷ Sài Gòn là lúc trước thì việc nói, hôm nay không biết 3 tỷ có người mua không nữa, thì nó phải giấy thành gì. Thế không lẽ quý vị nói là giấy tức là tiền Bác Hồ thành tiền giấy thiệt hả? À, cũng có thể thiệt luôn á. Tiên cơ, tiên tri nói vậy là quá chính xác rồi, quý vị biết không? Mình có phước, hôm nay mình có
Bà trên cho Kiệt xuống đây để mà giúp mọi người, để mà biết được chuyện gì, để mình né, mình tránh. Và đồng thời mình cũng bớt có cái khủng hoảng, bớt có lo lắng đó. Thiên Mang đừng có gọi số này nữa nha, số này nó đang ở trên đây là gọi nó hư. Ở ngoài kia ai có gọi là 408-833-5399 nha quý vị, đừng có gọi mấy số khác. Rồi kế tiếp Kiệt đã thông báo là có nạn đói. Thì bây giờ quý vị chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị thủ cho gia đình. Mình cũng mỗi thứ mình chuẩn bị thì gia đình mình sẽ vượt qua cái đại nạn. Thì trong kinh có nói là lò qua được cái sàng lọc để dự hội long qua là vậy đó. Ai có phước thì dự hội long qua. Chứ bây giờ Đức Thầy sắp xuất hiện để lập hội long qua mà mình chết đói, mình chết rồi. Ở chiến tranh là mọi thứ nó ứ động nha quý vị, không có di chuyển được, không có xe hay là tàu máy bay gì bay tới bay lui để mà cứu mình hết trơn á. Mỗi gia đình chúng ta phải ít nhất cũng sống được 2-3 tháng đó, phải tự lo á. Đó là mục đích của Kiệt nhắc nhở từng chút. Hôm nay Kiệt lên Kiệt nhắc nhở là chiến tranh sẽ tới cận kề bên cái chết của mình. Mỗi người họ thiên, những người họ khác thì họ có hiểu thì mình không có nói nha. Nhưng mà họ thiên á, con của ông trời á, thiên Việt Nam đi, mình dùng chữ là thiên Việt Nam, 100 triệu người, mỗi người đều có bổn phận phụ chung với Kiệt. Vài tuần nữa Kiệt lập cái đàn để mà Kiệt xin xỏ tiếp. Thì từ đây cho tới ngày đó khi quý vị đọc kinh á, quý vị cũng phải xin cho nước Việt sớm qua được cái đại nạn, sớm qua được cái bệnh đau binh và nạn đói rách. Rồi đồng thời cùng một lúc quý vị phải xin sớm cho Đức Thầy, tức là Đức Huỳnh Phúc Sổ. Còn ngoài Bắc đó thì cứ xin cho ông Trạng Trình sớm trở lại, ổng có câu gì ta. Biển Đông dậy sóng thì ta trở về gì đó, có câu của ông Trạng Trình. Thì ở ngoài Bắc thì cứ xin ông Trạng Trình trở lại nha. Còn miền Nam thì cứ xin Đức Huỳnh Phú Sở xuất hiện, ta Đức Thầy trở về. Chứ còn nếu không thì chỉ là người nhắc nhở, thì cũng ngồi đây chờ sư phụ thôi, chờ lệnh của cha thôi để mà làm việc. Chứ Kiệt cũng làm được phân nửa nhiệm vụ là nửa đời nửa đạo. Đạo thì Kiệt đã rễ cái hạt giống xuống thế gian rồi, thì tất cả mọi thứ nó sẽ từ từ, nó không phải một ngày một buổi mà nó phải có nhiều thời gian lắm, trong tương lai rất là lâu, để mà cho cái đạo nó phát triển. Cho tương lai cái đạo nó phát triển một cách mạnh á, khi mà Kiệt về trời thì cái đạo mới phát triển, người ta mới biết là có một sự việc như vậy, có một người như vậy hôm nay đã lên mạng 4 năm mà sao lúc đó mình có mắt mà như đuôi, có tai mà như điếc, thì lúc đó đã muộn rồi. Bởi vì thường nói là họ thấy tượng á thì họ lại, họ thấy mặt Kiệt á thì họ chửi. Gần đây thì có một cái tên mới gọi là bố láo ba que. Tại khi Kiệt đọc cái lịch sử mà chết đói năm 1945 á,
Thì có nhiều người á gọi cho chửi Kiệt nó là đồ bố láo ba que. Ok, hôm nay Kiệt là bố láo ba que. Thêm cái tên mới cũng vui, chúng sanh thiệt mình tức cười. Bố láo ba que, ba que bố láo. Cha mẹ kêu chúng ta phải nên thánh, bề trên chỉ là chỉ hướng cho mình, kêu Kiệt chỉ hướng. Nhưng mà song song chúng ta phải tự làm một cái gì nha, tại vì chúng ta phải tự lực, tự cường. Rồi giơ tay lên, ở cái cõi ta bà khổ quá, thì ở trên đó mới sẽ giúp mình. Chứ không phải không đó, mà ở trên giúp mình đâu, thì coi lại á. Cái thiên mạng này không có nói chuyện được nghe, đừng có gọi nữa, gọi bằng cái số 4 4 0 8 3 3 5 3 9 9 nha. Chào nghe, tại cái số này á, là để cái số trên đây, đừng có cười, bye bye, chào. Đừng có gọi nữa nha, đừng có gọi nữa. Gọi 4 0 8 8 3 3 5 3 9 9. Gọi hoài làm hư cái màn hình của người ta. Từ cái ai mà gọi vô cái số điện thoại này nè, nó hư mấy cái chuyện có việc làm này. Ngoài đó ai muốn gọi à, 4 0 8 8 3 3 5 3 9 9. Có người thì tin Kiệt là con trời, thánh nhân. Có người thì nói là tâm thần. Một đa số những anh kiếm cận với những nhà chính trị thì nói rằng này ảo tưởng. Nhưng mà quý vị nhìn lại lời Kiệt nói là bề trên, là thánh thần nói. Nói đâu chúng đó. Cho nên tiền Việt Nam thành tiền giấy, và sẽ có chết đói, và sẽ có nạn chiến tranh kế tiếp. Rồi lúc đó đó Đức Thầy xuất hiện thì những người đó mới căng cái mồm, hết dám nói luôn. Còn bây giờ họ chưa chết, họ chưa biết sợ, họ cứ nói gì họ cứ nói. Kiệt không phải là bố láo bo que, Kiệt thương nước Việt từ cái tận đáy lòng. Kiệt chân thành, Kiệt không có muốn nước Việt nhiều sự đổ nát, cũng giống như những cái nước khác. Kiệt đã từng xin cái mùa Covid, rồi Kiệt cho nước Việt bớt có chết nhiều người giống như Indo hay là Ấn Độ. Kiệt cũng đã từng xin cho nước Việt. Đúng ra nước Việt bị nhiều nạn lắm, nhưng mà cứ mỗi lần Kiệt biết được có nạn, Kiệt xin cho bác trọng có sức khỏe để mà làm cái bản lời cà què cà quạt với Trung Cộng, để cho nó đừng có nghiếp mình. Chứ giờ trẻ là nó sức mạnh mà nó tham tiền nữa là thôi, Trung Cộng mua chuộc của nước Việt mình càng chết nữa. Nhiều sử dụng Kiệt xin lắm, cho nên nước Việt cái xì xìu ảnh ảnh. Chết thì không chết mà sống thì không sống, quý vị thấy không? Đã được phong ấn rồi, phong gào lại rồi. Nó không có thê thảm như Bắc Hàn bây giờ, mỗi ngày chết đói biết nhiêu nghìn người. Không biết ngày nơi Bắc Hàn chết đói nhiều lắm á. Hiện giờ luôn á, cho nên Kim Jong Un có nhiều đạn đem ra bắn hết. Rồi không có giống như Ukraine, một cái nước quốc gia, thành phố cực kỳ đẹp. Mà hôm nay cái tự nhiên cái... tự nhiên cái thành ra bên địa đó, là những cái đó là do có một cái thế lực, có một cái tự nhiệm màu thế giới vô hình che chở cho mình. Đó là Kiệt và Đức Thầy đang lo, rồi Hồn Thiên Sông Núi cũng đang lo, còn mấy đại ca mình với dân của mình cứ chơ chơ ngơ ngơ không có hiểu gì hết, không biết thì vừa cọp mà nghe con ất ngồi đá giếng.
mà đụng chút cái nặng lời, cái đồ bố láo ba que. Quý vị có thể chữa Kiệt, Kiệt cứ xin, nhưng mà Kiệt xin theo cái nickname thôi. Nếu mà cái nickname nó không có trúng tên á, thì ở bên đó đó bị cái gì Kiệt cũng không bảo đảm nha. Kiệt lúc nào cũng khấn cho mỗi người nào mà chửi Kiệt, nhưng mà Kiệt xin theo nickname chứ đâu biết tên thiệt đâu. Vậy nên cẩn trọng thân khẩu ý, coi chừng cái miệng mồm á. Kiệt là người thiệt, quý vị là người ảo. Quý vị cứ nghĩ ngược lại, Kiệt là ảo, Kiệt không có ảo đâu quý vị. Kiệt là thật, cái nhìn mặt này có giống ảo không? Xong nói chuyện cái này còn phải vô hãng họp hành như mấy thằng Mỹ nữa, về di mạch á, chứ không phải mà rảnh lên đây ngồi nói chuyện đâu. Nhưng mà nhiệm vụ phải nhắc, nhắc là về vài tuần nữa Kiệt lập đàn tràng để Kiệt khám cho nước Việt. Thì Kiệt cũng mong không phải có ba cây nhang của Kiệt mà khánh được đâu, cũng phải cần thêm 100 triệu cây nhang của bên bển nữa. Và tất cả các con họ Thiên muốn tạo công đức thì ngay lúc này thì phải xin, chứ đợi chuyện mà nó xảy ra rồi xin gì nữa. Lúc đó là chạy giặt suốt quần luôn á, cơm không có ăn nữa, nhang ở đâu có mà đốt. Hôm nay còn làm được thì cứ gắng làm trước đi. Đó là những lời chân tình của ngày hôm nay, của cái clip hôm nay về chiến tranh. Bữa hổm cái clip M213 là về nạn đói phải không? Tại sao? Để mà cho nó có cái mô hình trên đây nè, để cho quý vị có cái khái niệm, để quý vị biết được là anh Kiệt cũng có nhắc mình rồi đó nghe. Nếu quý vị nào ngoài kia có duyên với Kiệt thì coi lại hết 3-4 năm. Một người hiện giờ đang vô không có từng coi theo cái clip số 1, không có theo dõi 3-4 năm nay, tự nhiên đâm cái rầm ra coi cái clip số 214 này thì bảo đảm là sẽ tức cười. Nhưng mà cũng khoan hả cười nha, cười miễn chi thôi, cũng phải nghiên cứu mà hả cười hả họng nha. Rồi sau đó khoan hả chửi, tại chửi là khẩu nghiệp lấy lại không có được. Cái gì cũng phải chậm chậm đó, người khôn á là phải nghiên cứu vừa hả chửi, chứ không phải gì không có vừa đâm ngang hông ra 2017-2018 không có biết, không có theo dõi từ năm 2017-2018 mà tự nhiên đến năm 2023 ngày hôm nay cái câu lên cái đó rồi chửi liền tại chỗ thì đừng có nên vậy nha quý vị. Thì cũng từ bi sinh quá trời luôn rồi đó. Bữa nay đeo con chuỗi ngọc này ngọc thiệt. Để mà cộng cộng này nó có cái điểm mạnh lắm. Tại vì hồi xưa là lúc mà cái này á, Kiệt xin điển của mẹ, cũng từng đeo trên tượng của mẹ. Rồi hôm nay cái Kiệt đeo lại để mà blessing, để mà xin cho thế giới. Nhiều người nói tôi theo dõi anh là lúc đó anh còn mặt baby, mặt trẻ. Hôm nay mặt nổi nhăn rồi phải không? Nhăn là phải. Nếu mà quý vị đóng vai như Kiệt đi, biết mỗi ngày chuyện gì sắp xảy ra mà mình làm, mình lo không tới, mình cứ ấy hoài á, mình buồn không? Buồn nhiều á thì nó nhăn nhiều. Nhưng mà phải ra mạng, phải nói chuyện để cho mọi người có sự hiểu biết. Nhờ cái clip hồi 2013 hồi tuần rồi Kiệt nói thì nhiều người mới bật ngửa ra là thì ra 2 triệu người chết nó có liên hệ với cái đảng Cộng sản bây giờ. Tại Việt Minh tức là đảng Cộng sản bây giờ biết không? Ở miền Nam thì có lúa gạo để cứu anh em mình ở ngoài Bắc. Nhưng mà ngược lại một số người không có cho vận chuyển ra. Vận chuyển ăn nhiều là đột kích, tập kích để mà cho gạo lúa đừng có tới tay người đang chết đói. Thì đó cũng có một phần tội ác á, ngoài cái thằng Nhật ra với Pháp.
Thì thế hệ mỗi thế hệ trẻ cần phải biết mấy cái này, và thế hệ trẻ cần phải biết là mình ngoài cái chuyện đi coi showbiz, coi đàm vĩnh hưng, mình cũng cần phải biết là ngày mai mình ăn cái gì, ngày mai biển đông dậy sóng, gia đình mình có tiền cho mình đi ra cá độ đá banh hay là đi coi ca nhạc showbiz vui hay không, mình cũng phải hiểu một chút. Chứ không phải ngày nào mình cũng ra quán cà phê rồi ăn nhậu ngồi tán dóc ngoài đó, mình không biết chuyện gì xảy ra, thiệt là buồn cho tuổi trẻ nước Việt. Rồi lo lo quá, những cái kênh này á nói chuyện á không có nhiều người nghe, mà mấy cái chuyện gọi là không đáng gì á, là giống như một công an bắt bé thổi lửa thôi là 5 triệu người vô coi. Cái đó quý vị ngồi thấy buồn cho cái chúng sanh vô minh không? Cái chuyện đáng nghe, đáng hiểu mình không hiểu, mà cái chuyện mà không mình háo động này nọ đó, trời ơi, nhất là anh Khoa lắc đồ ăn uống sang trọng đồ á thì cách triệu triệu đứa nó vô, mà trong khi cái tương lai và cái cột trụ của nước Việt á nằm trong tay của mấy đứa đó, mà giờ nó không biết gì hết. Còn mình giờ mình già rồi, những cái thế hệ già cũng sẽ ra đi, giao lại cho nước Việt là đám này, đám nhóc này. Mà đám nhóc này bây giờ nó giống như là zombie, không hiểu có phải là buồn không. Bờ trên rất là buồn á. À, thêm 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 cái anh Bùi Hiền nữa mới nhảy lên, thêm bác Bùi Hiền á, kêu đổi tiếng Việt nữa để cho đừng biết lịch sử. Thì đầu đời á, Kiệt có đọc sơ sơ tóm tắt cái lịch sử, tại khi đọc trên mấy cái điện thoại của Kiệt á, mấy cái số nhảy lên quùm lum á, cái đang đọc cái nó bị mất phải không. Dấu thiên văn cũng hiện lên trên bầu trời Sài Gòn. Ngày hôm qua có một cái dấu hiệu hiện lên ở đâu nữa ta? Cũng ở Sài Gòn, bao nhiêu hiện tượng lạ đã xảy ra khắp hết rồi. Bây giờ cũng không biết nói làm sao để cho họ hiểu nữa. Quan Nguyễn cầu nguyện cho tổng 500 đi kìa, cầu chứ. Chỉ có ông Trump là một tổng thống rất là quật cường, ổng dư sức để mà làm cho ổng miễn tội trừ thưa kiện gì đó, ổng có thể làm nhưng mà ổng không làm, ổng chịu chơi vậy đó quý vị thấy không. Chưa có ông tổng thống nào mà chịu chơi như ông Trump, nhưng mà ổng là thuộc về thiên thần của cha, cha gửi ông xuống để mà bình loạn cái trái đất này. Cái đảng Cộng Hòa lên thì là finish, finish có nghĩa là giống như hiện giờ là đấu nhau không, finish có nghĩa là cho ba phát đạn cuối cùng gì đó. Thì tất cả những thể chế vô thần cái tập chứng bình đều đi vào quá khứ, không còn tồn tại nữa. Những cái thể chế ác đó sẽ bị đảng Cộng Hòa tiêu diệt hết, trong đó có luôn cả phe Hồi giáo nữa. Thì đó là nhiệm vụ của ông Trump, nhiệm vụ của đảng Cộng Hòa đã thừa lệnh của Thượng Đế thì họ phải gán mà làm. Thì hôm nay gặp nạn chút chút đâu nhầm nhị, chuyện nhỏ như con thỏ, đừng có lo. Xưa giờ hại ổng bao nhiêu lần, cả ăn cắp lá phiếu cũng đâu có làm gì được, quý vị cứ yên tâm.
nên nhớ chỉ có Đảng Cộng Hòa mới đưa cái phe trục á, là cái phe vô thần á, đi vào quá khứ. Ngoài ra không ai có khả năng hết. Tại vì ngoài cái mặt hữu hình của mình, bên song song á, mặt vô hình của bề trên á, cũng đang chiến đấu với ma quỷ, tức là Satan á, để mà làm cho sạch sẽ trái đất này. Muốn cho sạch sẽ trái đất này thì mấy cái đầm lầy á, là phải tát sạch. Thì ông Trump có nhiệm vụ phải tát sạch cái đám đầm lầy ở Vân Đồn Bắc Vân Phong gì đó, phải hiện lên hết. Cũng giống như bây giờ tất cả những bệnh gì khi mình đi trị bệnh, ung thư hay là cancer, bệnh ung thư, thì phải ra hết. Những cái gì xấu xa hôm nay của cái quả địa cầu này đều phải lòi lên hết trong cái giai đoạn này, để sắp sửa bước vào một cái thời vàng kim, một cái thời đại cực kỳ là công bình, nhân ái và hạnh phúc. Cách đây 2 tuần Kiệt được lệnh nói là cái trái đất mưa thuận gió hòa, thì hôm nay Cali đầy đủ nước hết. Cả cái hồ 152 á, nó cạn queo gần 10 mấy năm, hôm nay cũng đã có nước đầy đủ. Hôm nay Cali á, bông hoa phấn quá trời, cho nên việc bị xỉn là hoa nó mọc lên đầy đầy núi hết, rất là tốt. Nước cũng đầy đủ, khí hậu bắt đầu trở lại bình thường, để mà không còn bệnh tật nữa nha quý vị. Thì sau đó bắt đầu mới tới chiến tranh sắp sửa đến. Thì hôm nay cái đề tài mình là chiến tranh. Thế trẻ Việt Nam bây giờ các em nên chú ý một chút là trong tương lai đó, các em sẽ thích đá banh đó, mà mấy đứa nhỏ Việt Nam thích đá banh, mấy đứa sẽ đá banh với mấy anh dưới ô mặc sức mà đá lừa cho đã. Tại mấy anh đó cẳng nó nhỏ lắm, nó dễ đồ cũng hay lắm, thì lúc đó là dễ vậy nè. Còn bây giờ mà cứ chạy theo mấy cái náo nhiệt của Việt Nam hay showbiz rồi đó, phải bớt lại, bớt thời giờ cái đó lại, tập trung vào cái sự chết chóc của mình, gia đình của mình sẽ xảy ra chuyện gì ngày mai. Đừng có ăn hiếp những người cô thế. Mình giàu cho mình có ông cháu cha hôm nay á, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời nghe mấy con. Giàu cho cố ông nội mấy con á, là Lê Dĩnh hay là mấy ông bự ngày xưa đó, Phạm Nhân Đồng gì đó, thì tới đời các con là cũng hết rồi đó, hết phước rồi. Trừ khi mấy con biết cơ vận thì các con biết được thời cơ. Khi các con biết thời cơ, các con vận dụng thời cơ để lập ra cơ đồ trong tương lai. Trong tương lai nước Việt sẽ thay đổi, sẽ không còn thể chế cộng sản nữa. Đó là lời thật, việc thật. Mà mấy con muốn thích hợp với một cái thể chế mới, mấy con đừng có chửi là bố láo ba que. Tại vì cờ vàng ba sọc đỏ, đó là bề trên đã chọn. Cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng, treo lại dinh độc lập. Nó không phải là chính trị, chú không phải là chính trị, chú là người ở bề trên. Cái trái đất này á, là của đó, những cái người gọi là thiếu phước cho nên ở lại trái đất này. Chú là người ở tầng trời 36, chú xuống đây để mà nhận lệnh của cha, để mà cứu các con, cứu nhân loại. Chứ nó không có liên quan gì nhiều với chú, nhưng mà vì chú thương các cháu, thương cái trái đất này cho nên mới ngồi ở đây chót chót. Các con có vô minh một lần, hai lần, ba lần chú xin được, nhưng mà các con vô minh nhiều quá cũng hơi khó đó nghe con. Đó là lời thật, việc thật. Gán đi, gán bình tĩnh lại, phải tập thiền lại để coi cái ông nội này ông nói làm sao, ông nói có hữu ích không.
chú mang xác phàm, nhưng mà cái hồn của chú không phải người phàm. Thì tại vì các con chấp tướng, chấp tướng là nhìn cái này nè thì cứ nghĩ là giày. Thì từ đó các con sẽ sai á, sai lớn á. À, thấy vậy mà không phải vậy. Mấy con cứ nhìn lại đi, cứ coi lại những cái clip cũ, những gì chú thương nước Việt báo tin cho nước Việt là tiền thành tiền giấy đó. Hôm nay có đúng như lời chú nói không? Y chang luôn. Nhà cửa bán rẻ bán tháo không ai mua. Cái tiền giấy, nhà băng á, bây giờ á, nó cũng chẳng có tiền đưa cho mình nữa, nếu mình bỏ vô lâu mơ không còn đồng nào á. Ok, thì hôm nay bị hư cái khúc đầu cũng cả biết bao lâu. Làm lại cái livestream mới, nãy giờ cũng những gì muốn nhắn nhủ thì cũng đã nói lên rồi. Chủ yếu hôm nay mình nói về cái đề tài chiến tranh. Và chủ yếu hôm nay Kiệt khuyên tất cả mọi người mỗi ngày lập cái bàn thánh ở ngoài sân, xin cha, xin mẹ, xin các chư vị, để cho những ngày kế tiếp chiến tranh sớm qua mau và bớt sự giảm sự chết chóc, giảm sự đổ nát. Ok, còn bắt điện thoại gọi hoài mất nhiều quá, bắt không có hết. Hello. Dạ con chào sư phụ, con mừng quá sư phụ ơi. Sư phụ cho sư phụ nhận con làm đệ tử đi sư phụ ơi. Có biết đọc kinh ngoài thiền không mới nhận? Dạ con có cuốn thiền tâm. Ồ vậy hả? Ok dạ. rồi vẽ lên trán là nhận rồi đó. Rồi. Dạ. Rồi, chào nha, ráng đọc kinh ngồi thiền nha. Dạ, dạ, cảm ơn sư phụ. Chị nó bụng rồi quý vị, bây giờ ăn trưa của Cali. Tự nhiên sáng giờ có lầy quầy làm hư hết một cái clip hồi sáng. Rồi nói chuyện nó hụt hơi, cái giờ nhìn lại cái điện thoại không có pin mà cứ lo đọc không à, không có nhìn lại cho nên mất nửa khúc, nên làm lợi theo cái điện thoại khác. Thôi bố láo ba que xin tạm biệt quý vị nha. Cũng những gì muốn nói cũng đã nhắn nhủ rồi. Thì mình sẽ có đệ tam thế chiến, chung quy là vậy. Và chung quy lại cái clip ngắn gọn bữa nay là mong tất cả các con họ thiên á phải đặt bàn ra sân ngực thánh để cho bớt sự chết chóc. Nhiều người hiện giờ còn ngộ lắm, không hiểu mình đang sửa bị gì nữa, cứ rất là ngây ngô giống như NATO vậy đó. Đi giữa đồng cỏ non là giống như Sobit hay anh Đàm Vĩnh Hưng gì đó, thì cái chạy đâu rầm rầm mà không biết ngày mai mình bị gì á, thiệt là buồn cười á. Y như là mấy hôm nay mà đi trong cái bên Africa đó, và trong khi mấy bao nhiêu sự nguy hiểm đang trực hờ đã cắn mình á, nó cũng đâu biết. Thiên thị mạng rồi, cho hộ đọc comment của con nè, con cho hộ giao diện với con này đó, từ cái điện thoại của con gọi nãy á là cái điện thoại của cái hình phía sau lưng, mỗi lần con gọi á là cái hình nó bị đứng lại. Cho nên mốt con gọi số 408-833-5399 nha Thiên Thị Mạng. Là cái số đó thì nó không có ảnh hưởng.
đến giờ phút này á, mà cũng mình cũng mới giải thích làm sao để cho cái giới trẻ Việt Nam nó hiểu ta. Mình nhìn như vậy nhưng mà mình cũng không phải là như vậy, mà mình nói lời thật việc thật mà họ vẫn chưa hiểu, nghe nói giảng đơn á, mà như tiếng không đàn không dây đó mà họ cũng không có hiểu. Sắp sửa chết đó nghe, chiến tranh đói rách nạn tai tới rầm rầm để mà kết thúc màn này á. Hello. À, dạ con chào sư phụ. Con ở đâu vậy con? Con ở đâu? Dạ con ở Đà Lạt. Con giống đệ tử của sư phụ Thiên Hoài Tâm á, là nói chuyện nhẹ giọng giống quá. À, dạ. Thiên Ngọc hả? Rồi nhận con, dĩa lên chén rồi đó, Thiên Ngọc. Dạ. Rồi sư xong con, rồi nhận bé gái luôn. Rồi nhận luôn. Trời đông quá vậy. Dạ. Thật sự á, mấy con á tự ra mà hướng Đông Bắc á là cũng đã là đệ tử rồi. Dạ tổ, ra từ Đông Bắc ơi, lại 12 lại, 12 bóng, 12 ly nước. Ví dụ dạ. Như có duyên á thì gọi cho hộ Bắc trên FaceTime kiểu này nghe. Còn có duyên lớn nữa cứ kêu cái chiếc tân cái hộ nó bay tới bằng đêm cũng được, cũng giống nhau. Ok rồi, thù có gì với con rồi, nhận rồi, ok con giữ gìn sức khỏe nha. Lên núi nào? Tại vì lúc này á, ở nhà cho nó an toàn con. Chứ bây giờ lúc có thì có duyên thứ bảy chủ nhật thì lên. Cái nhiều duyên thứ bảy chủ nhật thì hồ có trên núi, còn không có bảo đảm nha, tùy theo ngày nữa. Không có hứa cái đó, nhưng có duyên gặp mà lo gì, lên mà không gặp thì gấu thấm sân thần nó không nói gì hồ biết. Ok rồi, bye bye. Ok, Kiệt xin chào quý vị nha. Ok, rồi hẹn clip kế tiếp. Hôm nay cái tựa đề này là chiến tranh và Khánh phụ với Kiệt một tay. Ok, xin chào nha, bye bye.